Con kính đảnh lễ sư. À dạ, xin chào tất cả các vị. Con xin đảnh lễ sư. À, hôm nay chúng ta không có câu hỏi trắc nghiệm, phải chỉ đọc là một cái câu hỏi do một vị Phật tử học viên gửi cho các vị ở trong phòng. Đó là hỏi rằng xin sư nhắc lại cho con cái tam nhân, nhị nhân, vô nhân. Và cái câu hỏi thứ hai đó là cái người vô nhân á, và cái người đời mà người ta hay nói là người vô tâm á, nó có khác nhau hay không? Do vì câu hỏi này có liên quan đến bài học ngày hôm nay, do vậy trong bài học ngày hôm nay tôi sẽ trả lời luôn cho cái câu hỏi này. Các vị Phật tử có nghe được không ạ? Dạ, con có nghe được ạ. Dạ, cảm ơn các vị. Bài học ngày hôm nay chúng ta học về cái tâm vô nhân. Tức là trong cái bài học vừa rồi đó là học về cái tâm bất thiện, và cái tâm bất thiện nằm trong cái tâm dục giới thì gồm có tâm bất thiện. Thì tôi nhắc lại thôi. Rồi tâm vô nhân. Tâm vô nhân là tâm tịnh hảo. Cái phần bất thiện này đó, thì chúng ta học rồi. Còn cái bài học ngày hôm nay đó, thì chúng ta học về cái tâm vô nhân. Trước hết đó là ở đây trong Bi Dục Pháp đó, có đề cập đến 6 nhân. Bi Dục Pháp đề cập đến 6 nhân. Đó là nhân tham, sân, si, vô tham, vô sân. Và vô si. Cái nhân tham, nhân sân, nhân si thì chúng ta đã học rồi, nó ở trong cái tâm bất thiện. Còn ba nhân còn lại chúng ta chưa học là vô tham, vô sân và vô si. Ba cái nhân này đó thì chúng ta sẽ học ở trong cái phần sở hữu tâm, tức là cái phần đặc tính của tâm. Ở đây chúng ta chỉ nhớ đại khái rằng là ở trong Vi Diệu Pháp có đề cập đến là 6 cái nhân
là tham sân si, vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà ở đây các vị học viên lưu ý rằng là khi mà nói đến vô tham á, hay là vô sân, vô si trong vi diệu pháp thì không có nghĩa là không có tham, không có sân, không có si là đủ. Là bởi vì khi nói đến cái vô tham đó là nó phải có cái đặc tính đó, là đối trị lại cái tham. Tương tự đối với cái vô sân đó, thì phải có cái đặc tính là đối trị lại cái sân. Và vô si phải có cái đặc tính là đối trị lại với cái si. Cho nên nó không tham, không sân, không si đó, thì không hẳn gọi là vô tham, vô sân, vô si. Mà chỉ khi nào có cái đặc tính đối trị lại cái tham, cái sân, cái si thì mới gọi là vô tham, vô sân và vô si. Ví dụ giống như là cái sở hữu vô si, thì chữ cái vô si ở đây á, là đồng nghĩa với trí tuệ, chứ không phải chỉ có vắng mặt vô, chỉ có vắng mặt si là đủ. Và nếu trong một cái tâm mà không có tham, không có sân, không có si, đồng thời cũng không có cái yếu tố đối trị lại tham sân si, tức là vô tham, vô sân và vô si, thì những tâm này gọi là tâm vô nhân, tức là không có nhân nào hết trong sáu nhân này. Thì trong 18 tâm mà chúng ta học hôm nay đó, thì tất cả những cái tâm này gọi là cái tâm vô nhân. Vì trong tâm, các cái tâm này nó không có tham, không có sân, không có si, đồng thời nó cũng không có cái đặc tính đối trị lại tham, sân, si. Cho nên các cái tâm này gọi là cái tâm vô nhân. Chứ nếu mà chỉ có không có tham, không có sân, không có si thì gọi là vô tham, vô sân, vô si, chứ thì nó không có phải cái cách hiểu về vô tham, vô sân, vô si ở trong vi diệu pháp. Thì ở trong sáu cái nhân này đó, thì chúng ta đã học được ba nhân tham sân si rồi. Còn vô tham, vô sân, vô si đó thì chúng ta sẽ học sau. Ở trong bài học này đó, chúng ta chỉ nhắc lại, chỉ để định nghĩa tại sao cái tâm này gọi là cái tâm vô nhân. Và một vị học viên nào đó hỏi là cái vô nhân ở trong vi diệu pháp đó, nó có giống với cái người ta gọi là cái người bất nhân hay là vô tâm theo cái cách nói thông thường ngoài đời. Thì khi mà chúng ta hiểu cái định nghĩa này thì chúng ta sẽ thấy rằng nó hoàn toàn là khác. Là bởi vì một người vô tâm hay là một người bất nhân đó, thì xã hội mình dùng theo trong cái nghĩa khác chứ không phải cái nghĩa, ý nghĩa của vi diệu pháp này. Trong ý nghĩa của vi diệu pháp đó là vô nhân, tức là không có nhân tham, nhân sân và nhân si. Đồng thời cũng không có nhân vô tham, vô sân và vô si, cho nên gọi là vô nhân. Và chính sáu cái nhân này đó mới quy định thành cái gọi là một cái tâm tịnh hảo hay là cái tâm vô tịnh hảo, tức là cái tâm tốt hay là tâm xấu. Nếu cái tâm nào mà có cái nhân tham sân si thì cái tâm đó gọi là cái tâm xấu. Còn những cái tâm nào mà có cái yếu tố vô tham, vô sân, vô si thì những cái tâm đó gọi là những cái tâm tốt hay là những cái tâm tịnh hảo. Thì các vị Phật tử nhìn lên trên cái bảng nêu chi pháp á, cái biểu đồ vi diệu pháp á, thì chúng ta thấy rằng là 18 tâm vô nhân chính là 18 tâm kế sau 12 tâm bất thiện. Và cũng xin khích lệ các vị đó, là trong 121 tâm được đề cập trong vi diệu pháp này thì chỉ có 20 cái tâm mà chúng ta 30 tâm mà chúng ta vừa học là 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân này đó, thì là những cái tâm khó nhớ nhất,
còn các cái tâm còn lại nó là điều rất là dễ nhớ. Cho nên Thiên Vương càng đi về sau thì các vị đi chi tiết quá, mày các vị sợ rằng là mình không có nhớ nổi, nhưng mà thật ra đó là chúng ta đang học những cái tâm mà khó nhớ nhất, và chúng ta đã học được tầm 12 tâm bất thiện, còn 18 tâm còn lại được thuộc về cái nằm ở trong cái nhóm mà theo tôi thì là khó nhớ, nó là 18 tâm vô nhân mà chúng ta học ngày hôm nay. Tôi ví dụ giống như là như là các vị nhìn trên cái biểu đồ vi diệu pháp này đó, thì đây là 12 tâm, đây là 12 tâm bất thiện, đây là 12 tâm bất thiện chúng ta học rồi. Rồi bây giờ đó là mình học ba cái dòng này là 18 tâm vô nhân. Còn những cái tâm phần dưới đây đó là điều là rất nhớ, rất là dễ nhớ. Dễ nhớ đến mức độ là ai biết đếm đó, thì người đó đều có thể nhớ. Chúng tôi ví dụ là 40 tâm siêu thế, tuy rằng có 40 đó thì các vị thấy nè, từ trái sang phải thì gồm có 5 tâm, 4 tâm màu đỏ và 1 tâm màu xanh. 4 tâm màu đỏ đó chỉ cho thọ hỷ, tâm màu xanh đó là chỉ cho thọ xả. 4 tâm theo thứ tự, 5 tâm này theo thứ tự 5 tầng thiền. Tâm sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền và sơ đạo ngũ thiền. Tương tự cái dòng thứ hai là tâm nhị đạo sơ thiền, nhị đạo tâm thiền, nhị đạo tứ thiền, nhị đạo ngũ thiền, vân vân. Thì tất cả các cái tâm tiếp sau chúng ta học có đều là các loại tâm dễ nhớ hết. Chỉ có 18, chỉ có 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân mà chúng ta sẽ học đến đây đó, thì tương đối là nó hơi phải để ý một chút thôi chứ không phải là khó nhớ. Thì thật ra các vị biết cái là đúng ra học vi diệu pháp đó, dễ học hơn đặng kinh. Bởi vì học vi diệu pháp của chúng ta đang học về cái công thức. Còn cái tạng kinh đó là được kể mà Đức Phật Ngài dạy trong tất cả các cái tình huống mà Đức Phật Ngài hoàn pháp Ngài gặp. Và Đức Phật Ngài phải dùng rất là nhiều cái phương tiện, nhiều cái cách để trình bày về cái giáo lý. Cho nên có khi Ngài dùng cái ngôn ngữ là danh chân chế định, có khi Ngài dùng ngôn ngữ là phi danh chân chế định. Và trong cái phi danh chân chế định đó, thì đôi khi Ngài dùng cái hình ảnh ẩn dụ này, dùng cái hình ảnh ẩn dụ kia, vân vân. Cho nên ở trong cái tạng kinh đó, thì nói về cái cách diễn đạt đó là Đức Phật đã dùng tất cả các cái phương tiện. Còn cái tạng ví dụ pháp đó, thì chúng ta đã được các ngài đó là hệ thống hóa lại thành công thức, cho nên là dễ. Bởi vì cái công thức đó, thì đâu nó cũng giống như đâu. Còn mà cái biến dụng của nó đó, thì là vô số. Và trước khi mà đi vào cái tâm vô nhân này á, trước khi học vào cái tâm vô nhân thì các vị, chúng tôi xin nói sơ qua về cái gọi là cái lộ trình tâm. Cái phần này á, thì sẽ học chi tiết sau, nhưng mà bây giờ nó chỉ có do vì chúng tôi muốn để cho các vị Phật tử dễ nhớ, cho nên nhắc về cái lộ trình tâm này. Cái lộ trình tâm tức là cái tiến trình sinh tiến của cái tâm thức chúng sinh. Từ khi mà chúng có cái tâm tục sinh, tức là cái tâm khởi đầu kiếp sống. Và cứ nối tiếp như vậy đó, cho đến khi chúng sinh nó chấm dứt cái đời sống đó, tức là cái tâm cuối cùng là cái tâm tử. Thì từ khi mà sinh lên một cái chúng sinh, mà sinh ra một cái đời sống nào đó, chúng ta ví dụ giống như là cõi người, thì đầu tiên đó là có một cái tâm thức khởi lên. Cái tâm đầu tiên này gọi là cái tâm tái tục. Và khi mà cái tâm tái tục nó sanh lên rồi đó, thì cứ tiếp tục như vậy. Cái tâm đó nó diệt đi thì một cái tâm thứ hai tương tự. Rồi, cái tâm thứ hai tương tự nó cứ sanh lên. Nó sanh lên rồi nó diệt, sanh lên rồi diệt, cùng một cái loại tâm đó. Cho đến khi nào có cái cảnh bên ngoài tác động vào, thì nếu cái cảnh đó nó
mà là cái cảnh ngũ trần do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nhận thức á, thì nó có một cái loại tâm gọi là, mà gọi là cái tâm khai, cái tâm khai ngũ môn. Khai ngũ môn á, ngũ môn tức là năm cửa. Khai ngũ môn tức là cái tâm này nó mở ra năm cửa, hay còn gọi là năm căn, tức là nó mở ra cho cái tâm nhận biết được cảnh sắc gọi là nhãn thức, tâm nhận biết được cảnh thinh gọi là nhĩ thức, tâm nhận biết được cái mùi vị gọi là tỷ thức, tâm nhận thức được cái mùi đó gọi là tỷ thức, mà tâm nhận biết được cái vị gọi là thiệt thức, và tâm nhận biết được cái sự xúc chạm gọi là cái thân thức. Còn nếu trường hợp mà trong cái tâm, cái đối tượng cảnh đó thuộc về cái cảnh pháp, hay là cái cảnh mà thuần túy do tâm nghĩ ngợi tới, thì khi đó có một cái loại tâm gọi là cái tâm khai ý môn. Cái tâm nó khai ý môn, nó mở cái cánh cửa ý môn, tức là cửa ý. Nó mở cửa ý, còn kia của ngũ môn, tức là nó mở cái cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Rồi bây giờ chúng ta chỉ ví dụ riêng cái dòng tâm thức của cái tâm mà nó bắt đầu cho cái tâm mà do, vì lấy ví dụ khi mà chúng ta nhìn một cái cảnh sắc nào đó, chúng ta nhìn cái cảnh nào đó, nhìn cái cảnh vật nào đó, cây cỏ gì đó vân vân, cái cỏ gì đó, thì khi mắt chúng ta nhìn cái cảnh đó đó, thì những cái tâm này, mà cái tâm mà từ khi tái tục mà nó giữ liên tục như thế này, nó bị dao động. Và khi dao động như vậy đó, nó có một cái loại tâm, tức là cái tâm mở ra để cho một cái loại tâm nhận biết được cái cảnh sắc gọi là nhãn thức. Tâm này để cái khai ngũ môn mình, nó mở ra để cho cái tâm mà nhận biết được cảnh sắc đó, gọi là nhãn thức. Rồi từ cái nhãn thức này nè, nó khởi lên một cái tâm gọi là cái tâm tiếp nhận cảnh. Cái nhãn thức á, nó chỉ chụp lấy cái cảnh thôi. Còn cái giai đoạn thứ hai, nó là cái tâm tiếp nhận cảnh, gọi là cái tâm tiếp thu. Tiếp thu hay là cái tâm thu nhận cảnh. Sau khi mà tiếp thu rồi đó, nó sẽ có một tâm tiếp tục nữa, gọi là cái tâm quan sát. Rồi từ cái tâm quan sát này đó, nó mới dẫn đến cái gọi là cái đoán định. Cái đoán định, hay là chúng ta nói dễ hiểu hơn là nó xác định. Cái tâm tiếp thu á, nó giống như là khi mà chúng ta nhận được một cái món hàng. Và cái tâm quan sát á, là chúng ta mở cái món hàng đó ra, chúng ta xem cái món hàng đó như thế nào. Ví dụ giống như là cái món hàng anh đúng là phải là cái món hàng mình mua hay không. Và cái món hàng đó nó còn cũ hay là mới. Cái món hàng đó là món hàng thật hay giả, cái tâm quan sát những cái chi tiết đó. Và sau khi nó quan sát rồi đó, thì cái nó xác định. Nó xác định nó đúng là cái món đồ là mình đã mua, hay là đúng là món đồ này nó bị gạt, bị món đồ giả rồi. Rồi sau khi mà nó đã xác định rồi đó, nó mới khởi lên một cái, nó khởi lên bảy loại tâm. Bảy loại tâm này gọi là cái tâm động lực. Cái tâm động lực. Cái tâm động lực này là tức là gì? Cái tâm này á, nó có vai trò nó là nó quyết định cái thiện cái ác ở cái giai đoạn này. Và cái tâm động lực này á, chính là cái tâm mà nó xử lý sau khi mà nó đã xác định được cái sắc, cái thinh, cái vị xúc.
Đó là chúng tôi nói sơ về cái lộ trình tâm. Để cho các vị dễ nhớ. Ví dụ như thế này nè. Thật ra các vị biết là nếu mà chúng ta học vi pháp mà vị giảng sư đó mà rành về các môn khoa học á thì rất là dễ có những cái hình ảnh ví dụ cho các vị. Tôi tiếc rằng là tôi thiếu cái kiến thức khoa học đó, cho nên đôi khi là không có đủ cái hình ảnh chia sẻ cho các vị. Bây giờ tôi ví dụ về cái tâm gọi là cái tâm khai ngũ môn á, do vì không có nhiều cái hình ảnh cho nên là tôi mượn cái này đi. Tôi mượn cái máy ảnh để tôi nói. Chúng ta đang thi ví dụ về cái tâm nhãn thức nha. Ở trong máy ảnh á, nó có một cái gọi là cái màn trập. Cái màn trập nó là cái này. Cái màn trập là tấm kim loại nó đóng cái kính này nè. Cái này cái màn trập. Và khi mà chúng ta bấm máy chụp á, thì cái màn trập này nó sẽ mở ra để mà cái ánh sáng từ cái ống kính nó thu vào cái cảm biến ánh sáng này. Thì cái màn trập này nó giống như là cái tâm khai ngũ môn, tức là nó mở ra để cái cảm biến ánh sáng, tức là cái tâm nhãn thức nó nhận cái ánh sáng. Dạ, cái tâm khai ngũ môn gọi là khai ngũ môn, tức là nếu là cảnh sắc á, thì cái tâm nó mở ra cho nhãn thức nhận thức cảnh sắc. Nếu mà cảnh thinh á, tức là tiếng động á, thì nó sẽ mở ra cho cái tâm nhĩ thức nhận cảnh thinh. Nếu mà là cái mùi hương gì, cái mùi chi đó, thì nó sẽ mở ra cho cái tâm tỷ thức. Còn nếu mà cái lưỡi chúng ta đang nếm vị thì nó sẽ mở ra cho cái tâm biết cái mùi vị đó, gọi là cái tâm tỷ thức. Còn nếu là cái cảnh mà do thân xúc chạm á, thì nó cái khai ngũ môn này nó mở ra cho các cái tâm ghi nhận cái cảm giác mà mình vừa xúc chạm. Do vậy cái tâm này sở dĩ là khai ngũ môn á, tức là cái chức năng của nó là mở ra cho năm cửa đó, của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Và cái tâm mà nhận biết cái cảnh sắc gọi là cái tâm nhãn thức. Tâm nhận biết cái cảnh thinh gọi là nhĩ thức. Tâm nhận biết cảnh khí là mùi vị vân vân, cái mùi hương á, thì gọi là tâm tỷ thức. Tâm nhận biết cái mùi vị, cái vị đó thì gọi là thiệt thức. Và tâm nhận biết cái cảm giác do thân xúc chạm gọi là thân thức. Như vậy là ở trong cái 18 tâm vô nhân á, thì trước hết là chúng ta nhớ là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. 18 tâm vô nhân này nè. 18 tâm vô nhân thì đây là nhãn nè. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Như vậy là 18 tâm vô nhân á, là chúng ta đã nhớ được năm tâm rồi. Ở trong cái 18 tâm vô nhân này đó, chia ra các vị Phật học viên thấy có ba dòng không? Cái dòng đầu đó gọi là tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả bất thiện thọ xả. Gọi là tâm quả bất thiện. Cái dòng thứ hai gọi là tâm quả thiện vô nhân. Và cái dòng thứ ba này á, là ba cái tâm này đó là ba cái tâm riêng lẻ. Và thật ra ba tâm này đó thì nó cũng không có phân chung được cái nhóm nào hết đó. Cho nên cái ba tâm này để riêng biệt. Và nếu mà theo cái dòng cái tiến trình của cái lộ trình tâm á, thì lẽ ra ba cái tâm này nè thì nên để ở dòng này cho nó dễ hơn.
tức là đầu tiên đó là cái tâm khai ngũ môn là tâm này, rồi kế đến là cái tâm khai ý môn là cái tâm này, một trong hai lời tâm. Thì ví dụ giống như là cái tâm khai ngũ môn mở ra cho cái tâm nhãn thức này nó nhận cái cảnh sắc, hoặc là cho cái tâm nhĩ thức này nhận cảnh thinh, hoặc là cho cái tâm tỷ thức này nhận được cái mùi hương, hoặc là cho cái tâm thiệt thức này nhận được cái cảnh vị, hoặc là cho cái tâm thân thức này biết được cái cảm giác của thân. Và nếu mà theo cái tiến trình diễn tiến của cái lộ trình tâm thì theo tôi đó thì vẽ ba cái dòng này ở trên, nhưng mà có lẽ là vì có lẽ còn một nhiều cái lý, có thể vì một cái lý do nào đó mà tôi không có rõ. Mà các ngài thì phần lớn thì để cái ba cái tâm này để sau, tức là cái tâm khai ngũ môn, khai ý môn và cái tâm ứng cúng sinh tiếu, ba cái tâm này để sau. Nhưng mà cái trật tự trước sau thì nó không quan trọng, bởi vì nó theo cái quy ước nào đó thôi, cho nó không quan trọng. Nhưng mà hồi nãy tôi nhắc cái lộ trình tâm để cho các vị Phật tử dễ thuộc lòng cái 7 cái dễ thuộc lòng 18 tâm vô nhân này. Để tôi viết ở trên đây cho nó dễ nhìn hơn là ở trên cái bảng niêm nó nhỏ quá. Bây giờ là 10 giờ tâm vô nhân nè. Thì các vị nhìn lên cái biểu đồ ví dụ pháp á, các vị thấy có 3 dòng. Dòng đầu tiên là gồm có 7. Dòng đầu tiên gồm có 7 tâm. Thì 7 cái tâm đó gọi là bảy tâm quả bất thiện. Rồi cái dòng thứ hai gọi là tâm quả thiện vô nhân. Và cái dòng thứ ba gọi là cái tâm di tác. Cái tâm quả bất thiện thì gồm có 7. Này 8. Này gồm có 3. Tất cả là 18 tâm vô nhân. Trước hết gọi là tâm vô nhân. Gọi là vô nhân. Là vì không có nhân, không có sáu nhân. Không có sáu nhân. Cho nên gọi là vô nhân. Trong tâm vô nhân này, cái dòng đầu tiên sở dĩ gọi là cái tâm quả bất thiện. Vì những cái tâm này là kết quả từ cái 12 cái tâm bất thiện mà có. Do có 12 cái tâm bất thiện này mà tạo ra cái tâm này, cho nên cái này là quả của 12 tâm bất thiện. Chính điều đó gọi là tâm quả bất thiện. Tương tự, tâm quả thiện vô nhân là do những cái tâm này là quả của tâm thiện, cho nên gọi là tâm quả thiện. Mà trong tâm quả thiện này không có 6 nhân tương ưng, cho nên gọi là tâm quả thiện vô nhân. Tôi dừng lại ở đây cho các vị nào có câu hỏi gì không ạ? Tôi lặp lại. Tâm quả bất thiện á, là cái tâm đó nó là quả
của 12 tâm bất thiện là có. Cái tâm mà là quả của cái tâm bất thiện cho nên gọi là tâm quả bất thiện. Còn cái dòng thứ hai gọi là tâm quả thiện vô nhân, bởi vì tâm này là quả của cái tâm thiện. Khi mà chúng ta khởi lên một cái tâm bất thiện hay là tâm thiện thì nó sẽ tạo ra hai cái quả. Một là cái quả ngoại cảnh bên ngoài, hay là cái quả tự nội tâm của chúng ta nó sản sinh ra cái tâm thức đó. Cái quả mà ngoại cảnh bên ngoài như thế nào? Cái quả ngoại cảnh bên ngoài như thế nào? Thí dụ giống như là chúng ta do vì đời trước mình đã tạo những cái việc bất thiện, cho nên điều này mình gặp những cái việc trái ý nghịch lòng. Mình gặp những cái việc trái ý nghịch lòng, giống như là mình hay nghe những cái lời nói khó nghe. Như vậy là cái đó là cái quả của bất thiện đời quá khứ. Nhưng mà bên cạnh đó, trong nội tâm của chúng ta cũng có một cái loại tâm mà do nó có được từ cái tâm thiện, tâm bất thiện ở trong đời quá khứ ấy. Cái loại tâm này nó dùng để nhận ra cái cảnh bất thiện. Và ở đây nó chỉ có một cái vấn đề mà khi mà tôi biết đến đây, tôi dừng lại để cho các vị Phật tử có câu hỏi đó. Là lý do các vị có chú ý rằng là khi nói đến tâm quả thiện á, thì không cần phải thêm cái chữ vô nhân. Không cần, chứ không phải là tâm bất thiện này là hữu nhân, mà không cần phải thêm. Nhưng mà nói đến tâm quả thiện thì bắt buộc phải thêm chữ vô nhân. Mặc dầu ở đây cả cái tâm quả bất thiện, tâm quả thiện vô nhân và tâm di tác này, tất cả những cái tâm này đều là vô nhân hết, không có tâm nào có sáu nhân tương ưng này. Nhưng mà đối với cái tâm quả bất thiện là bởi vì tâm quả bất thiện chỉ có một loại là vô nhân, chứ không có loại thứ hai là hữu nhân. Do vậy mà các ngài chỉ nói đến cái tâm quả bất thiện mà không cần phải nói đến vô nhân. Bởi vì nói như vậy đó, sẽ hiểu lầm rằng khi nói cái tâm quả bất thiện vô nhân thì người ta sẽ liên tưởng đến một cái tâm quả bất thiện hữu nhân. Nhưng mà do vì không có cái tâm bất thiện hữu nhân cho nên không cần phải nói vô nhân, nó thừa mà vẫn dễ, rất là dễ dẫn đến hiểu lầm. Còn đối với cái tâm quả thiện, do vì tâm quả thiện còn có tâm quả thiện hữu nhân, cho nên ở đây bắt buộc là khi nói chỉ cho 7, cho 8 cái loại tâm này thì bắt buộc phải thêm chữ vô nhân vào. Chứ nếu mà nói tâm quả thiện không thì còn nhiều, không phải là chỉ có 8 tâm này. Còn cái loại tâm thứ ba gọi là cái tâm di tác. Cái tâm di tác tức là một cái loại tâm chữ gọi là chữ Kiriya gọi là cái tâm di tác á, tức là cái di ở đây á, nói hiểu theo chữ Hán cho dễ hiểu, đó là cái tâm tác là làm. Di á, là chỉ có làm, chứ chỉ có làm nhân mà không có, chỉ có làm không có quả, cho nên gọi là di tác. À, các vị có vị nào ở đây có một vị học viên đang hỏi, do vị tự đọc cái câu hỏi của các vị. Cái trở lại là cái tâm di tác á, nó khác với cái tâm thiện và cái tâm bất thiện. Tâm thiện và tâm bất thiện cũng là một cái hành động, nhưng mà cái thiện và bất thiện là cái tâm để lại quả, hậu quả. Còn cái tâm di tác á, là cái tâm mà chỉ có làm thôi chứ không có khả năng tạo quả, cho nên gọi là di tác. Di tác tức là chỉ có làm. Và chúng ta hiểu thêm là chỉ có làm mà không có để lại cái quả thiện hay là quả bất thiện, cho nên gọi là tâm di tác.
Rồi trở lại, chúng ta trở lại về cái tâm quả, chúng ta trở lại là cái tâm quả bất thiện á, là chúng ta nhìn trên cái biểu đồ ví dụ pháp đó, chúng ta thấy có bảy tâm, đó là nhãn. Chúng ta gạch ngang đây, mình đang nói về cái tâm quả bất thiện. Nó đang nói về cái tâm quả bất thiện thì gồm có là cái tâm nhãn thức, nhãn thức và chúng ta thấy là cái ngày tịnh sự, ngày vẽ màu xanh đó, cho biết là cái tâm này nó là thọ xả, bởi vì cái tâm này nó giống như là một cái màn trọc của máy ảnh, là nó làm việc một cách máy móc, tức là khi có cảnh tác động và cái tâm khai ngũ môn đã mở ra thì tâm nhãn thức nó sanh khởi, nó ghi nhận cảnh thôi, chứ nó không có một cái thái độ nào hết. Cho nên cái tâm nhãn thức mà nó cũng yếu, do vậy nó không có một cái cảm giác nào mà nó không có kịp để có một cái cảm giác nào khác ngoài cái xả thọ hết, tức là nó không có thể nào có hỷ có ưu trong đó, cho nên nó thọ xả. Và cái dòng trên đây là chúng ta thấy rằng là nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Quả bất thiện. Rồi cái tâm thứ hai là cái tâm nhị thức. Tôi xóa trên đây viết cho nó rộng. Bây giờ chúng ta học về cái tâm quả bất thiện. Tâm quả bất thiện thì nó có nè, nhãn thức, thọ xả, quả bất thiện. Tương tự như vậy, nhị thức, thọ xả, quả bất thiện, tỷ thức, thọ xả, quả bất thiện, thiệt thức, thọ xả, quả bất thiện, thân thức. Thọ xả, quả bất thiện. Thì như hồi nãy tôi ví dụ bằng cái ví dụ cái tâm đầu tiên, là khi có một cái cảnh tác động nào đó thì cái tâm khai ngũ môn nó mở cửa ra, nó mở ra để cái tâm nhãn thức này ghi nhận cái cảnh sắc. Và tại sao gọi là quả bất thiện? Cái cảnh ở đây đó, cái cảnh sắc mà cái tâm nhãn thức này nhận biết đó, cái cảnh sắc đó, đó nó thuộc về cái cảnh sắc xấu do cái quả bất thiện mà có. Tương tự đối với các cái tâm khác còn lại, sở dĩ gọi là nhĩ thức quả bất thiện là bởi vì cái tâm mà nhận thức cái tiếng động, cái cảnh thinh á, cái tiếng động đó, đó nó là cái kết quả của cái tâm bất thiện mà có. Tương tự đối với tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Và ở đây chúng ta lưu ý là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức là các cái tâm này á, là nói về cảm thọ, nó là xả thọ. Nhưng mà đối với các cái thân thức á, thì nói về năm thọ, nó thuộc về cái thọ khổ. Là bởi vì khi mà chúng ta nhìn thấy các cái đối tượng khác, như mắt chúng ta nhìn thấy cái cảnh nó không đẹp, nhìn thấy cái cảnh xấu, thì cái cảnh xấu đó đôi khi mình tiếp nhận nó một cách bình thường, nó không có tác động mạnh mẽ bằng khi mà cái thân thể của chúng ta tiếp xúc một cái việc gì đó nó gây đau đớn. Do vì cái cảnh của cái thân thức nó mạnh mẽ, nó mạnh hơn các cái kia, các cái
bốn cái cảnh của bốn cái căn trên, bốn cái môn kia. Cho nên nó là đối với cái thân thức đó, thì có thọ lạc và thọ khổ nó rõ ràng. Còn các cái căn kia đó thì nó cái cảnh nó ví dụ như là chúng ta nhìn một cái cảnh sắc đó, thì nó đẹp hay là nó xấu đó, thì nó không có ảnh hưởng đến cái, nó không ảnh hưởng với mình nhiều, cho bằng khi mà chúng ta tiếp nhận cái cảnh của cảnh xúc đối với thân. Cho nên đối với thân thức á, thì lại chia ra có thọ khổ và thọ lạc. Còn đối với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt á, thì chỉ có thọ xả thôi. Và vấn đề ở đây chúng ta học á, là chúng ta nhìn trên cái hàng ở 8, trong 3 hàng đó, thì cái hàng thứ nhất và hàng thứ hai đó được tính đối xứng với nhau, tức là cái ở trên là nhãn thức thọ xả quả bất thiện, thì ở dưới là nhãn thức thọ xả quả thiện. Như vậy thì chúng ta có được là 10 tâm. Tôi lấy ví dụ cái tâm đầu tiên này nè. Đây là cái tâm là nhãn thức. Nhãn thức. Quả bất thiện. Nó khỏi thêm cái thọ xả, với hai tâm giống nhau. Quả bất thiện nha. Thì tương tự cái tâm dưới đây á, thì nó cũng giống như vậy mà nó là quả thiện. Nó là thiện giống hai bất thiện. Tương tự như vậy, cái cặp này là nhĩ thức quả bất thiện, thì đây là nhĩ thức quả thiện. Đây tỷ thức quả bất thiện, đây là tỷ thức quả thiện. Đây là thiệt thức quả bất thiện, thì dưới đây là thiệt thức quả thiện. Đây là thân thức quả bất thiện, thì dưới đây là thân thức quả thiện. Như vậy là chúng ta có được 10 tâm. 10 tâm này nó còn có một cái tên gọi chung là ngũ song thức. Người tâm này gọi chung là ngũ song thức, tôi ghi luôn để cho vị nào ghi kịp thì ghi. Ngũ song thức. Ngũ song tức là năm cặp á. Ngũ song thức. Và cái vấn đề ở đây á là chúng ta xem tại sao là cái nhãn thức nó có cái quả thiện và có cái nhãn thức quả bất thiện. Cái nhãn thức quả bất thiện á, là do cái kết quả của cái tâm bất thiện mà có. Còn cái nhãn thức quả thiện á, là do kết quả của tâm thiện mà có. Và cái quả bất thiện và quả thiện khác nhau như thế nào? Cái quả bất thiện và quả thiện, trước hết ở đây các vị nên nhớ là phải tính theo đó là cái quả của thiện hay là bất thiện, chứ không phải là thái độ của chúng ta đối với cái cảnh đó. Tôi lấy ví dụ nè. Thí dụ giống như là một cái món đồ nào đó mà có người thích và người không thích. Như vậy thì các vị thấy cùng một cái món đồ nhưng mà cái thái độ của chúng ta khác nhau. Như vậy thì ở cái gọi là cái quả bất thiện hay là quả thiện, không kể trên phương diện thái độ của chúng ta đối với cái cảnh đó, mà tính là cái đó nó có được từ cái kết quả thiện hay là kết quả của bất thiện. Như là ở trong truyện Kiều Nguyễn Du có nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì cũng cái cảnh đó, nhưng mà khi mà chúng ta vui đó thì chúng ta thấy cảnh đó nó vui, mà chúng ta buồn đó, thì cái cảnh đó, hãy một cái tâm trạng đang buồn rồi đó thì cái cảnh đó đi đâu cũng buồn hết. Nhưng mà ở đây đó gọi là cái cảnh của quả bất thiện hay là cái cảnh của quả thiện á, là không phải cái thái độ tình cảm vui thích của chúng ta khi tiếp nhận cảnh, mà tính rằng là cái cảnh đó sở dĩ mà chúng ta gặp được đó
là do cái quả thiện, xin lỗi, là do nhân thiện hay là nhân bất thiện ở trong đời quá khứ. Và ở đây các vị các vị ghi rõ cái đó không thôi đó thì chúng ta sẽ dễ hiểu lầm. Và ở đây xin nói thêm rằng là mỗi cái chủng loại chúng sinh á, là nó có cái phước báo khác nhau. Ví dụ giống như là loài cầm thú á, gọi là chúng sinh ở cái cõi khổ, cái phước nó thấp kém hơn cái cõi người. Và một cái chúng sinh cái cõi khổ đó, hầu hết là cái những cái sắc mà nó nhìn thấy, những cái tiếng mà nó nghe thấy, những cái mùi mà nó ngửi, cái mùi mà nó ngửi thấy, cái vị mà nó nếm được, và cái thân cái xúc chạm nào mà cái thân cảm nhận được, thì phần lớn những cảnh đó, đó là quả của bất thiện mà có. Do đó, đó cùng là nhìn về cùng là có cái nhãn thức hết, nhưng mà do cái phước hay là do cái nghiệp ở trong đời quá khứ mà chúng ta nhìn, có những người đó thì cái cảnh mà họ nhìn thấy đó, nó là cái cảnh kết quả của cái tâm thiện, và có người đó nhìn thấy đó là cái kết quả của cái tâm bất thiện. Và chúng ta lấy cái ví dụ về cái nhãn thức đó, thì thật ra nhờ cái khoa học ngày nay chúng ta biết được rằng là trong các cái loài động vật á, thì không phải loài nào á, khi nhìn cái cảnh sắc á, là nó đều giống nhau hết. Nó có những cái loài đó gọi là mù màu, nó nhìn á, cảnh sắc á, nó chỉ thấy được có hai màu, màu trắng và màu đen thôi. Loài người của chúng ta cũng có những người là mắc bị bệnh mù màu, tức là không phân biệt được màu sắc, không có phân biệt được màu sắc, là nhìn ra được cái sáng tối thôi. Và có những người á, mù màu bằng cách này, có người mù màu bằng cách kia. Chẳng hạn giống như là có người đó là nhìn ra nó là tất cả đồ nào đó, thì nó chỉ có hai cái màu đen trắng, giống như là chúng ta coi cái TV cái màn hình trắng đen, hoặc là chúng ta coi những cái ảnh đen trắng như vậy, màu nào đi nữa thì nó chỉ còn phân biệt được cái đậm cái nhạt. Rồi có người đó là trong cái mù màu đó họ chỉ nhìn ra được tất cả màu sắc nào đi nữa, họ chỉ quy thành có màu xanh màu đỏ, ví dụ như vậy đó. Trong cái mù màu nó có nhiều cái phức tạp. Rồi có những chúng sinh là thiếu phước, là mỗi khi mà họ nghe cái nhìn cái cảnh sắc nào thì tự nhiên do vì cái ác nghiệp trong đời quá khứ, cái cảnh của họ đang nhìn thấy đó là cái cảnh đó là kết quả của cái tâm bất thiện. Và do đó khi mà họ nhìn cái cảnh sắc đó là hầu hết đó là đối với họ đó, cái cảnh đó làm cho họ nó cảm thấy rằng là họ không có thích thú với cái cảnh đó, bởi vì do cái ác nghiệp. Và nó do những cái ác nghiệp, và chính cái điều đó cho nên cái thế giới quan xung quanh của chúng sinh mà tạo nhiều cái ác nghiệp á, từ cái mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, thì tất cả những cái cảnh đó đó là nó do cái quả của bất thiện, cho nên đời sống nó không có hạnh phúc. Còn đối với những chúng sinh mà hữu phúc như là chư thiên thì cái cảnh sắc của họ thấy, cái tiếng của họ nghe, cái mùi của họ ngửi, cái vị của họ nếm, cái cảm xúc mà thân họ xúc chạm đều là cái cảnh của cái tâm bất thiện cho cái quả đó. Hay nói cách khác, đó là cái quả của cái tâm thiện. Đó là cái quả của tâm thiện. Do vậy đó, trong cái thế giới mà họ sống, họ luôn luôn sống bằng cái hạnh phúc, là do vì họ cái gì cũng có thể đem họ đến làm cho họ cảm thấy hạnh phúc hết. Cái mắt họ nhìn thấy cái cảnh nó cũng đẹp, cái tai họ nghe cái tiếng gì nó cũng cảm thấy thích, cái mũi họ ngửi cái mùi gì thì nó cũng dễ chịu, vân vân. Đó là cái gọi là cái cảnh của cái quả, của cái quả thiện. Thì đối với một cái quả bất thiện đó, thì nó có một cái loại tâm thức để ghi nhận cái quả đó. Đối với một cái quả thiện đó, thì cũng có cái loại tâm để ghi nhận cái quả thiện đó. Và từ cái nhãn thức nhìn cái, nhận ra cái cảnh gì, thì tất nhiên cái tâm gọi là cái tâm tiếp thu cảnh đó, thì nó cũng thuộc về cái loại đó. Cái tâm nhãn thức đó, mà nó ghi nhận được do cái quả bất thiện,
thì cái tâm kế sau gọi là cái tâm tiếp thu. Rồi tôi nói thêm hai cái tâm tiếp thu nữa. Nói với các vị, các vị ghi trên màn hình đó, thì từ nhẹ, từ nhãn nè, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, và tới cái màu đỏ, tới màu đen và màu vàng này là tới thân. Thì hai tâm kế sau gọi là tâm tiếp thu và quan sát. Tâm tiếp thu là tâm này, tâm quan sát là tâm này. Nhưng mà riêng đối với cái quả thiện á, thì nó ngoài cái tiếp thu rồi đó, thì nó cái quan sát á, thì nó có hai, quan sát thọ xả và quan sát thọ hỷ. Do đó đó mà cái tâm quả thiện á, nó hơn cái tâm quả bất thiện một loại tâm, tức là tâm quả của thiện vô nhân, thì nó có thêm cái tâm quan sát thọ hỷ. Nhưng mà đối với cái tâm quả bất thiện á, thì không có cái quan sát thọ hỷ. Như vậy thì tôi đọc lại bảy cái tâm quả bất thiện. Tâm thứ nhất gọi là tâm nhãn thức quả bất thiện thọ xả. Tâm thứ hai là tâm nhĩ thức. Tâm thứ hai là tâm nhĩ thức quả bất thiện thọ xả. Thứ ba là tỷ thức quả bất thiện thọ xả. Tư là thiệt thức quả bất thiện thọ xả. Kia là thân thức. Còn tâm thứ năm, thân thức quả bất thiện thọ xả. Rồi tâm tiếp thâu. Tâm tiếp thâu quả bất thiện thọ xả là quan sát. Tiếp thâu quan sát xả. Đối với cái thiện á, thì cái tiếp thâu quan sát này nè, thọ xả quả thiện, nhưng mà còn thêm một cái nữa là hỷ. Vậy thì cái nhãn thức thọ xả quả bất thiện, tức là thân thức, rồi tâm tiếp theo thứ năm này nè, thứ sáu là tiếp thâu, rồi thứ bảy là tâm quan sát. Tôi viết như thế này đó thì các vị cứ đọc theo. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, tỷ thức thọ xả quả bất thiện, thiệt thức thọ xả quá bất thiện, thân thức thọ xả quá bất thiện, tâm tiếp thâu thọ xả quá bất thiện và quan sát thọ xả quá bất thiện. Thì cái tâm tiếp thâu tức là sau khi mà cái một trong năm loại tâm trên nhận ra cái cảnh, tức là nhận ra, nếu là tâm nhãn thức thì nhận ra cảnh sắc, nhĩ thì nhận ra cái cảnh thinh, tỷ thì nhận ra cái cảnh hương hay cảnh khí, còn thiệt thì nhận ra cảnh vị, còn thân nhận ra cảnh xúc. Thì khi mà cái tâm đó nó nhận ra cái cảnh đó rồi, thì có cái tâm thứ hai gọi là tâm tiếp nhận cảnh, gọi là đó chính là cái tâm tiếp thu. Sau khi tâm tiếp thu nhận cảnh rồi đó, có một cái tâm kế sau nữa gọi là cái tâm quan sát, tức là cái tâm là xét lại cái đối tượng mà cái tâm tiếp thu vừa đem đến. Như vậy cái đó gọi là vừa rồi đó là cái bảy cái tâm quả bất thiện. Tâm quả bất thiện này, tôi lặp lại nha. Tâm quả bất thiện này nằm trong 18 tâm vô nhân. Tất nhiên là cái tâm quả bất thiện này là tâm quả bất thiện vô nhân. Nhưng mà không gọi là cái tâm bất thiện vô nhân là bởi vì không có cái tâm bất thiện hữu nhân. Cho nên chỉ nói tâm quả bất thiện là đủ, là bởi vì tâm quả bất thiện là chỉ có một. Còn mà nếu gọi là cái tâm quả bất thiện vô nhân thì rất có thể là người đó sẽ hỏi rằng là vậy chứ cái tâm bất thiện hữu nhân ở đâu. Cho nên chỉ gọi là tâm quả bất thiện. Còn đối với cái tâm quả thiện là do vì phải gọi đầy đủ là tâm quả thiện vô nhân, nếu mà thiếu đi chữ vô nhân thì không có đủ, là bởi vì cái tâm quả thiện nó ngoài cái vô nhân này ra nó còn có những cái tâm quả thiện hữu nhân khác. Cho nên 7-8 tâm này bắt buộc là phải thêm tâm quả thiện vô nhân.
chúng ta học vi diệu pháp đó, thì nó giống như học toán như vậy đó. Thì phải chịu khó là nó chi ly, nhưng mà là nhờ cái chi ly đó cho nên vi diệu pháp chặt chẽ. Rồi cái dòng thứ hai, chúng ta học cái dòng thứ cái dòng thứ hai là ở đây là mình học tâm quả bất thiện, bây giờ tới là cái tâm quả thiện vô nhân. Đây gọi là một đi, một là mã, hai là mã tâm quả thiện vô nhân. Phải thêm vô nhân, không thêm vô nhân á thì cái không đủ. Phải tâm quả thiện vô nhân. Thì cái tâm quả thiện vô nhân này giống như là cái tâm quả bất thiện, mà chỉ có thêm là quan sát, thêm cái tâm quan sát thọ thọ hỷ. Đó là trường hợp là cứ gặp cái cảnh đặc biệt, cảnh tốt, nhưng mà cảnh tốt thường nó chỉ quan sát thọ xả. Nhưng mà nếu đó là cái cảnh tốt đặc biệt á, thì cái tâm đó là tâm quan sát thọ hỷ. Nó giống như là mình mua một cái món đồ thường á, thì về mình kiểm tra với cái tâm trạng thường. Còn mình mua một cái món đồ tốt á, thì mình kiểm tra bằng một cái tâm cái tâm nó phấn khích hơn, nó giống như là nó quan trọng hơn. Thì đối với cái cảnh thiện, cảnh tốt á, thì nó có hai là quan sát, thêm cái quan sát họ hỷ nữa, chỉ có khác là cái thêm quan sát họ hỷ nữa thôi. Thì các vị thấy thật ra bây giờ, hồi nãy giờ là mình học tất cả là bao nhiêu rồi? 15 tâm. Nhưng mà 15 tâm này là 15 tâm rất là dễ nhớ. Nãy giờ chúng ta học 15 tâm rồi. Là ngũ song thức, tức là cái cặp đôi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân hết 10 tâm rồi. Hai cái tâm tiếp thâu nữa. Cái tâm tiếp thâu cho cái quả bất thiện và cho cái quả thiện. Như vậy chúng ta được 12 tâm. Rồi cái tâm quan sát á, thì chúng ta có 3 tâm là bất thiện á, thì chỉ có 1 tâm quan sát thọ xả. Còn cái thiện á, thì còn thêm cái quan sát thọ hỷ. Như vậy tất cả là chúng ta học 15 tâm vô nhân. Tức là trong cái tâm vô nhân á, thì có cái tâm quả bất thiện, rồi tâm quả thiện vô nhân. Và như vậy thì chúng ta đã học xong học xong 15 tâm. Và cái dòng thứ ba gọi là cái dòng di tác. Cái dòng này á, nó không phải là cái quả của thiện hay là bất thiện, cho nên không kể nó vào cái tâm quả, nhưng mà bản thân của nó cũng không có khả năng tạo quả, chỉ có làm thôi, cho nên gọi là cái tâm di tác. Và cái tâm di tác này á, thì có hai tâm đầu tiên mà tôi nhắc ở đầu bài, tức là cái tâm khai ngũ môn. Tức là nếu đó là cái cảnh thuộc về năm môn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thì cái tâm khai ngũ môn này nó giống như là cái màn trập của máy chụp hình. Là trước khi mà nhìn cảnh sắc thì cái màn trập đó nó sẽ mở ra để mà cái cảm biến ánh sáng, nhận ánh sáng. Rồi nếu mà không phải là cái cảnh do đối tượng của năm môn này, mà cái cảnh nó thuộc về cảnh ý á, thì có cái tâm thứ hai gọi là khai ý môn. Nó mở cái tâm khai mở để cho cái lộ ý sanh, cho nên gọi là cái tâm khai ý môn. Rồi còn cái tâm thứ ba này nó là một cái tâm. Cái tâm thứ ba này là cái tâm đơn lẻ loi nhất ở trong cái bản, cái biểu đồ vi diệu pháp này, đó gọi là, đó chính là cái tâm này. Thật ra đó, cái tâm này mà sở dĩ mà ghép vô dòng này đó, chỉ là đơn giản là bởi vì ba cái tâm này đó, nó không nằm ở trong cái bộ sưu tập nào hết, nó là ba cái tâm riêng lẻ, cho nên ba cái tâm riêng lẻ này để chung cho một dòng. Chứ kỳ thực là ba tâm này nó cũng không có một cái
không có một cái liên quan theo một cái chi phần nào hết. Cái tâm này gọi là cái tâm ứng cúng. Tâm ứng cúng vi tiếu. Có chỗ thì gọi là sinh. Cái tâm này cái tên cũng lạ, gọi là ứng cúng vi tiếu. Ứng cúng là bậc A-la-hán. Ứng cúng là A-la-hán. Hay là bậc thánh, bậc thánh tứ quả, nhưng mà tầng thánh cao nhất á. Vi tiếu làm cho cười, hay sinh tiếu là tạo ra được cái nụ cười. Cái tâm này là một cái tâm riêng lẻ, đặc biệt, là chỉ có tâm của vị A-la-hán mới có. Và cái tâm này chỉ là một cái việc duy nhất là làm cái nụ cười của vị thánh A-la-hán. Thầm phu của chúng ta đó thì mình cái gì mình cũng cười được. Mình cười bằng tâm tham, thậm chí người ta có tâm sân mà người ta vẫn cười. Người ta đang buồn phiền người ta cũng cười. Rồi tâm si cười cũng được, rồi tâm bất thiện cười cũng được. Nói chung thầm phu của chúng ta cái giống gì cười cũng cười được. Còn những người bị tâm thần đó thì còn là vô chừng nữa. Nhưng mà đối với vị A-la-hán á, đối với vị A-la-hán á, thì các ngài á, do vì các ngài nó không còn cái phiền não, không còn bị tham chi phối, không cần bị sân chi phối, mà chỉ trong trường hợp rất là đặc biệt của một người đã hoàn toàn giải thoát. Cái tâm trạng đó nó không giống như bất cứ một cái tâm trạng của phàm phu nào hết. Do vậy cái tâm này á, thì chúng ta cũng không có hiểu nổi. Chỉ là trong kinh nói rằng là các ngài nó cười, cái tâm này làm nên nụ cười của vị A-la-hán, và vị A-la-hán chỉ có cười bằng cái tâm này thôi, cho nên chúng ta biết vậy. Còn cái trạng thái tâm như thế nào thì hoàn toàn chúng ta không biết. Và không phải là chỉ có chúng ta không biết, mà ngay cả những vị đại tuệ như ngài A-nan-đa, đôi khi Đức Phật ngài cười, ngài A-nan-đa không hiểu lý do. Bởi vì cái suy nghĩ của một vị đã hoàn toàn giải thoát khác hẳn với những vị còn hữu học, và càng khác xa hơn là phàm phu của mình. Cho nên rất là nhiều trường hợp chúng ta đọc ở trong cái kinh điển, chúng ta thấy giai thoại các vị A-la-hán ngày mỉm cười. Nhưng mà cái cười của ngài, cái lý do mà các ngài mỉm cười nó hoàn toàn nó không có giống như mà chúng ta tưởng tượng. Chúng ta không nghĩ được. Ở trong cái bài kinh gọi là cái bài kinh Khatika đó, trong bộ kinh đó, có kể là một cái đầu kinh nó có kể là cái giai thoại có một lần đó, Đức Phật ngày cùng với ngài Nanda đi ngang một cái làng đó, thì bất chợt ngài đang đi trên đường đó, cái ngài bước xuống cái bước vào trong lệ đường á, và Đức Phật ngài mỉm cười. Thì khi đó ngài Nanda tất nhiên là ngài không biết lý do gì mà Đức Phật ngài cười, nhưng mà ngài biết chắc chắn rằng đối với một vị A-la-hán, mà đây lại là một vị đại là A-la-hán nữa, tức là vị Phật toàn giác, thì phải có một nguyên do nào rất rất là đặc biệt á, thì Đức Phật mới mỉm cười. Và do đó hễ mà ngài A-nan-đa ngày gặp Đức Phật, mà mỗi lần mà ngày mà thấy Đức Phật mỉm cười là lúc đó ngài A-nan-đa hỏi nguyên do đi. Tại vì đối với Đức Phật á, là cái chuyện rất là đặc biệt Đức Phật ngài mỉm cười. Chứ còn như chúng ta mà gặp người này người cười, người kia cười, mình đâu có hỏi nguyên do làm chi, tại vì mình cười đủ chuyện hết á. Mình cái chuyện mà quan trọng cũng có, mà cái chuyện mà nó rất là tầm thường, nó rất là xàm cũng có, nó nói chuyện xàm đó, mình cái gì cũng cười, cho nên cái lý do mình cười nó không quan trọng. Rồi nhưng mà đối với chư thánh nhân đó, thì các ngài cười đó là không có hiểu được. Mà cái tâm mà làm cho các ngài cười cũng là một cái tâm mà mình học, mình chỉ biết là ứng cúng sinh tiếu hay ứng cúng vi tiếu, là cái tâm mà bị ăn hán sử dụng khi mà ngài cười thôi, chứ còn mà cái trạng thái tâm thì mình không hiểu. Thì trở lại khi mà ngài đang hỏi Đức Phật vì lý do nào Thế Tôn là mỉm cười, bởi vì vì chấp tăng thánh giác không mà nếu không có lý do thì các ngài không có mỉm cười. Khi đó Đức Phật này mới nói với ngài Ananda đó là cái nơi này á, vào cái thời kỳ xa xưa đó, thì nơi này chính là cái tịnh xá của một vị Phật với hồng danh là Kasva, hay là chúng ta gọi là Phật Ca Diếp, tức là vị chánh đẳng chánh giác kế liền Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Thì ngài nói rằng là cái mảnh đất mà mình đang đứng đây nè, chính là cái tịnh xá ngày xưa mà vị Phật chánh đẳng chánh giác đang ở.
Và cái tảng đá này nè chính là cái nơi mà Đức Phật Ca Diếp đã ngồi thuyết pháp cho chúng tỷ kheo. Thì ngay khi đó Đức Ananda ngày mới lập tức ngày tại cái tấm y xuống cái tảng đá đó và ngày bạch với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy ngồi xuống, bởi vì nhờ Thế Tôn ngồi xuống ở tại địa điểm này có hai vị chánh đẳng chánh giác đã ngồi. Và đối với tôi, nếu ngày hôm nay mà chúng ta đi Ấn Độ mà chúng ta có gặp được cái nơi đó, đối với tôi xứng đáng được gọi là một cái thánh tích, vì đó là một cái địa điểm đặc biệt. Bởi vì cái nơi đó mà chính Ngài Ăn Đa này cũng mong muốn được Đức Phật này ngồi ở đó, mà khi mà Đức Phật này đi ngang Ngài dừng lại là Ngài muốn thuyết một cái bài kinh về một người bạn xưa của Ngài tên là Khatika đó, và cũng ở vào cái thời kỳ Đức Phật Kashpa. Thì ở đây khi mà Đức Phật này gặp cái sự việc đó là Ngài mỉm cười, và cái mỉm cười của Đức Phật, cái sự việc đó nó không phải là cái chuyện mà vui buồn giống như mà người phàm phu của chúng ta mình không có hiểu được. Và sở dĩ mà chúng ta học ở đây, chúng ta còn thấy là có đôi khi các vị A-la-hán cười mà mình, mà đối với phàm phu của mình là cái cảnh tượng đó hoàn toàn không có đáng cười. Giống như là một lần là ngày Mực Kiền Liên, ngày Maha Mokkalana đó, ngày đang đi trên cái núi và cái núi Kỳ Sà Quật, núi Kỳ Chắc Cô Tá đó, thì ngài bằng cái thi nhãn của ngài đó, ngài thấy một loài ngạ quỷ mà từ trước giờ ngài chưa có thấy. Và khi đó ngài mỉm cười, và khi đó một vị tỳ kheo đi với ngài đó, ngài mới hỏi ngài nguyên do chi mà tôn giả cười. Thì ngài Mục Kiền Liên trả lời rằng cái câu chuyện này đáng để chúng ta về nói chuyện trước mặt Bậc. Thì khi đó ngài cười, thì khi mà chúng ta thấy rằng là trước một cái cảnh tượng mà chúng sinh đang khổ á, mà ngài lại cười, thì nếu mà nghĩ theo cái lối nghĩ thường tình của chúng ta đó, thì có lẽ là ngài là người vô tâm, ngài không, người là một người không có lòng bi, là vì người ta đang khổ, chúng sinh đang khổ vậy, nó đâu có gì đâu mà cười. Nhưng mà do vì vị A La Hán á, ngài cười bằng một cái tâm khác mình. Có một cái câu chuyện nó kể ở trong Phật giáo của Phật giáo Tây Tạng, chứ không phải là cái kinh điển Nguyên Thủy, mà được Ni Sư Trí Hải dịch có kể trong cái quyển này Giải Thoát Trong Lòng Bàn Tay á, mà tôi cũng đọc lâu lắm rồi. Và tuy do vì cái câu chuyện đó, nó có một cái sự việc nhỏ, nó là một lần đó là ngày Xá Lợi Phất. Câu chuyện này là trong cái quyển đó thôi, chứ trong kinh điển Nguyên Thủy thì tôi không có thấy. Nó có gần thôi chứ không phải câu chuyện. Chuyện gần đó, ngày Xá Lợi Phất ngày đến nhà của một vị cư sĩ thỉnh ngày về thọ trai. Và trong khi mà ngài đang dùng cơm như vậy đó, ngài đang thọ thực đó, thì có con chó nó ngồi phía dưới, nó ngồi thầy chó chúng ta nuôi ngay. Thì khi đó ông chủ nhà nó, gia chủ ông mới đuổi con chó đi. Ông đuổi con chó đi thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói rằng con chó đó chính là cha của ông trong kiếp trước. Và khi đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới mỉm cười, ngài nói đây là đúng là cái trò hề tự sinh. Tôi nhớ câu chuyện thì do cách dùng câu chữ rất có duyên của Ni Sư Trí Hải, là cái trò hề tự sinh. Mới kiếp đó, trước đó thì làm cha làm chủ cả trong nhà, rồi vì ác nghiệp nào đó sau này làm con chó. Dạ. Thì trong cái cách mà giải thích về cái nụ cười của vị A La Hán, đôi khi là cái cách nhìn của ngài về cái cuộc sống của ngài này á, là nó giống như là một cái tấn kịch, một cái cuốn phim, một cái trò đùa nào đó. Và do vậy đó, từ cái nhận thức đó mà các ngài mỉm cười, mà sư cô gọi là cười cợt tử sinh. Dạ. Cười cợt tử sinh chứ không phải là coi thường ai hết, mà cười cái vòng sinh tử luân hồi này. Thì cái tâm này đó là tôi giảng cho các vị, là tôi cũng cố gắng và tôi minh họa bằng các câu chuyện với vị A La Hán, sao mình có thể hiểu được cái tâm trạng của ngài mà mình nói. Nhưng mà ở đây mình chỉ hiểu là
đối với chư vị thánh A La Hán thì khi mà các ngài mỉm cười bằng một cái tâm đặc biệt như vậy, thì do đó sau này chúng ta đọc kinh điển chúng ta thấy tại sao trường hợp người ta đang khổ các ngài cười, hay trường hợp đó các ngài cười nó đâu có đáng cười, nó là cái trường hợp của mình là gặp mình khóc thì tại sao các ngài cười, nhưng mà tại vì cái tâm của các ngài nó không giống cái tâm mình chỉ hiểu như vậy. Thì cái bài học này chúng ta ngày hôm nay đó là đã xong phần cái tâm gọi là cái tâm vô nhân, tâm dục giới vô nhân. Tâm dục giới vô nhân thì tóm tắt bài học, cái tâm này như cái tâm dục giới thì chúng ta có gọi là cái tâm bất thiện, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. Thì hôm nay chúng ta học phần thứ hai của cái tâm bất, của cái tâm dục giới, tức là phần bất thiện học rồi, bây giờ học tới cái phần tâm vô nhân. Mà sở dĩ gọi là vô nhân là bởi vì cái tâm này không có sáu nhân tương ưng, vô tham sân si, vô tham vô sân và vô si. Và cũng xin nhắc lại là vô tham vô sân và vô si trong vi diệu pháp là một cái loại sở hữu tâm, một cái đặc tính tâm riêng, chứ không phải không có tham, không có sân, không có si là được gọi là vô tham vô sân vô si nha. Không có thì chưa hẳn, như là cái tâm vô nhân này nó không có tham, không có sân, không có si, tuy vậy nó cũng không có vô tham, không có vô sân và không có vô si. Đây gọi là cái tâm vô nhân. Và trong cái tâm vô nhân này nó có thể tâm vô nhân này chia ra làm ba, thì nó gồm có cái tâm quả bất thiện, tâm quả thiện và cái tâm vô ký. Còn mình nếu mà chia gọn hơn thì gồm có hai, là cái tâm quả vô nhân và cái tâm vô ký vô nhân thôi. Tâm quả là chúng ta gộp chung cái quả thiện và quả bất thiện. Đó là bài học ngày hôm nay. Và các vị cũng yên tâm là từ đây về sau đó, thì những cái tâm nó bắt đầu nó dễ nhớ, chứ nó không còn khó nhớ nữa. Như vậy thì cái mà vấn đề khó nhớ là chúng ta chỉ cố gắng nhớ 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân này. Mà trong 18 tâm vô nhân này đó, thì mình đã có 10 tâm là mình đã quá khỏe rồi, là cái ngũ song thức. Tức là cập nhãn, cập nhĩ, cập tỷ, cập thiệt, cập tập, cập thân là hết 10 tâm rồi. Còn có 8 tâm nữa mà không nhớ nữa thì không biết làm sao luôn. Thì coi như là 18 mà còn phải có nhớ cái 8 thôi. Mà nhớ cái tiến trình của lộ trình tâm là chúng ta đã mở ra được mấy tâm rồi. Bởi vì trước khi mà có cái tâm mà cái nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân á, sanh được á, là nó phải có một cái loại tâm mở cho nó, giống như là cái màn trọc ổng kính mở ra, nó gọi tâm khai ngũ môn. Trong trường hợp mà nếu cái tâm đó mà nó không có thông qua nhãn gì thì thiệt thân, thì phải nó dùng một cái tâm khác mở ra, gọi là tâm khai ý môn. Còn cái tâm thứ tư, còn tâm nữa gọi là cái tâm ứng cúng vi tiếu, thì cái tâm đó là cái tâm lẻ loi, dễ nhớ thôi, không có gì. Vì vậy chúng tôi kết thúc bài học ở đây. Thì còn lại thời gian thì chúng ta dành cho các quý vị Phật tử nào có câu hỏi. Và chúng ta cũng xin lưu ý, trước khi mà trả lời câu hỏi của các vị Phật tử, chúng tôi lưu ý thứ nhất là có những cái ưu tiên nhất cho những cái câu hỏi liên quan bài học, bài mà chúng ta đã học. Còn những cái câu hỏi mà những cái bài chưa học thì chúng tôi tùy theo câu hỏi mà trả lời. Ví dụ như những cái câu đó có thể gọn thì là trả lời, còn những cái câu nào mà nó dài quá thì làm sao mà trả lời. Ví dụ giống như là đang học cái phần này mà vị nào nó hỏi về cái duyên hệ, là cái duyên nào đó nó như thế nào, thì chúng tôi không có thể là tiện thì nói vắn tắt, còn không thì chúng ta sẽ để dành cho cái bài học dễ dàng hơn. Và cái thứ hai là những cái câu hỏi nào mà không có liên quan về bài học, và nhất là không có liên quan về vi diệu pháp đó, thì tùy theo những cái câu nào mà chúng tôi thấy cảm thấy là có thể trả lời được cho các Phật tử đây thì trả lời. Bởi vì đang học vi diệu pháp thì chúng ta bàn về cái vấn đề khác đó, thì thứ nhất là nó lạc đề, cái thứ hai thì làm cho những vị Phật tử học viên mà lần đầu học vi diệu pháp với chúng ta cảm thấy là nó lộn xộn khó nhớ. Và bây giờ xin mời các vị. Dạ thưa sư, dạ hiện giờ thì con thấy ở trên màn hình cũng khá nhiều câu hỏi. Thì con xin ý kiến của sư là hoặc là con đọc từng câu hỏi rồi sư trả lời cho các đạo hữu cũng đã có câu hỏi, hoặc là các đạo hữu đó giơ tay rồi họ đọc câu hỏi của họ trực tiếp với sư để cho họ hoan hỉ và họ cũng nói hết ý luôn ạ. Con xin phép sư cho con ý kiến ạ.
Và nếu mà các vị Phật tử nào mà có thể mà còn hỏi hỏi trực tiếp á, thì dễ hơn, là bởi vì đôi khi họ đánh chữ á, này là không hết ý. Và trường hợp thứ hai là những Phật tử nào mà gửi những cái câu hỏi nó đã vừa cô thấy xét thấy rằng là nó đã đủ ý nghĩa, thì cô có thể cô hỏi thay cho vị Phật tử đó, bởi vì đôi khi Phật tử đó không có dám mạnh dạn hỏi, hoặc là ở trong nhà ồn ào chi đó không có tiện để hỏi. Dạ, dạ, con đã hiểu. Dạ, hiện giờ thì con thấy có đạo hữu Đức Minh Ngạn giơ tay. Dạ, xin mời đạo hữu Đức Minh Ngạn ạ. Dạ, alo ạ. Dạ. Dạ, sư, ở chỗ trên dạ. Cái mạng Đô Chi Pháp á, thì dạ. Con ở chỗ quả bất thiện vô nhân với lại quả thiện vô nhân ở chỗ thân thức, thì tại sao nó lại có hai cái màu nó khác nhau á ạ sư? À, tại vì ở trong cái cảnh của thân á, là cái cảnh nó rõ ràng, nó dễ tác động vào cái cảm thọ hơn là cái cảnh của nhãn nhĩ tỷ thiệt. Cho nên là đối với cái thân là khi mà thân mình tiếp xúc với cái cảm xúc mà dễ chịu hay là thọ lạc, hay là cái cảm xúc mà khó chịu, thọ khổ, thì lập tức là nó tác động với cảm thọ mình liền. Do vậy mà đối với cái thân thức đó là không có thuộc về thọ xả, mà nó có chia rõ ràng là một là dễ chịu hay là khó chịu. Còn mà đối với cái nhãn nhĩ tỷ thiệt á, là do vì khi mà cái tâm mà nó chưa nó cái tâm nhãn thức hay là nhĩ thức tỷ thức thiệt thức á, nó vừa bắt cảnh đó, thì khi đó nó là cái cảnh đó có như thế nào đi nữa thì cái tiếp thu quan sát nó làm, còn cái cảnh đó tác động trực tiếp á, thì nó không có để lại cái cảm thọ nhiều, do đó là nó thọ xả. Ví dụ giống như là mình vừa nhìn cái cảnh sắc, là do vì cái cảnh sắc đó nó tác động vào cái con mắt của mình, nó không có một cái cảm giác nào rõ ràng hết, mà cái cảm giác đó nó chỉ có thể có được sau khi mà đã qua cái giai đoạn mà tiếp thu quan sát rồi đoán định, thì khi đó nó mới khởi lên cái hỷ, cái xả hay cái ưu, cái đó phải là phần sau. Cho nên là nó không có rõ rệt giống như là cái thân thức. Còn thân thức thì nó nhận ra một cái cảnh gì đó đau đớn là nó nhận ra liền, cho chính vì điều đó là cái thân thức đó là sơn màu riêng, đó là chỉ cho cái thân thức thọ khổ nếu là quả bất thiện, và màu vàng thì thân thức thọ lạc của quả thiện. Dạ, vậy hồi nãy con có thấy sư giảng ở chỗ đó ghi là nhãn thức nhĩ thức, trong cái sư gạch ngang qua gì vậy, cái đó là mình phải sửa lại phải không ạ? Hay sao ạ? Nói chỗ nào sư giảng nhiều quá sư không nhớ luôn. Bất thiện, rồi xong sư ghi là nhãn thức thọ xả quả bất thiện, xong ở dưới là cứ ghi như trên như trên như trên á, thì cái chỗ thân mình phải sửa lại đúng không ạ? À, đúng rồi, con hỏi về thông minh là cái thân thức không có gạch ngang nữa, mà phải là thọ thân thức thọ khổ quả bất thiện nha các vị, lưu ý dần tôi cái chỗ đó nãy tôi gạch ngang này ẩu. Là cái nào cũng gạch ngang được, nhưng mà nói với cái thân thức á, thì phải phân biệt rõ ràng là cái thọ khổ thọ lạc, cái gạch ngang tập thành là thọ xả. À, các vị hỏi bài hỏi như vậy là tôi rất là thích, thì hỏi thẳng vô cái bài học. Mà tôi có cái gì mà tôi thiếu sót đó, thì tôi còn kịp đính chấm, chứ còn tôi đang dạy cái điều này mà các vị hỏi cái điều khác, thứ nhất là nó không liên quan cái bài học, bởi cái thứ hai nữa là mình hỏi như vậy mình cũng làm rối ở trong lớp. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi, con cảm ơn sư ạ. Dạ, thì câu hỏi như vậy là tôi thích những cái câu hỏi nào mà nó liên quan trực tiếp, mà kể cả nó là cái lỗi của tôi phải chỉ ra, chứ còn các vị nói một chỗ này mà các vị hỏi vô khác, giống như là tôi mời các vị ăn bánh tét, các vị hỏi cách làm bánh xèo thì nó không có nhầm. Dạ, xin mời đạo hữu Phước Duyên đặt câu hiểu hỏi ạ. Dạ, con kính chào sư ạ. Dạ. À, dạ, thưa sư, cho con được hỏi, mình đang học là 18 tâm vô nhân, tâm này là tâm quả. Thì cái quả có nghĩa là mình đã tạo cái nhân từ ở thời quá khứ, thì nó cho ra cái quả thiện hoặc quả bất thiện. Thì cái hành động mà mình tạo ra trong thời quá khứ, từ suy nghĩ cho đến hành động luôn, thì nó mới cho ra quả bây giờ, đúng không sư? Dạ phải cô,
nó thành nghiệp, ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Dạ dạ, nếu như mà bây giờ mình chỉ suy nghĩ thôi sư, chẳng hạn như cháy rừng ở bên Úc hay là những cái mà mình cảm thấy như là về tâm từ, tâm bi á, thì mình chỉ suy nghĩ là tội nghiệp quá hay là mình muốn giúp đỡ nhưng mà mình không làm, thì cho con hỏi là sau này nó sẽ ra những cái quả như thế nào vậy sư? À, cái dù cho cái ý nghiệp tức là nó không có, nó chỉ thuần túy là ý, không có thể hiện qua thân qua khẩu, nhưng không có thể nào nói là cái ý nó cây quả nó nhỏ hay nó yếu kém được, mà nó tùy theo loại. Bởi vì có những cái cụ nghiệp rất là lớn, nó chỉ bằng cái ý nghiệp thôi, còn cái quả như thế nào thì cái nó không có xác định được cô, bởi vì tùy theo cái tâm mạnh hay yếu, là tùy theo cái tâm đó nó có hợp trí hay là ly trí, nó có vô trợ hay là hữu trợ nữa. Nó rất là nhiều cái tình huống, và cô chỉ biết rằng là nếu mà cái tâm đó nó là cái tâm hợp trí thì nó có cái quả nhiều hơn là cái tâm ly trí. Dạ, cô chỉ biết như vậy thôi. Dạ, cô xin cảm ơn sư. Dạ. Dạ, mời đạo hữu Chi Ai Bát ạ. Mời đạo hữu Chi Ai Bát đặt câu hỏi chị. Dạ, kính chào sư ạ. Dạ. Dạ, dạ cho con hỏi câu về 18 tâm vô nhân này. Là mình có 15 cái tâm vô quả vô nhân này thì nó xảy ra ở chúng sanh nào thưa sư ạ? Tại vì khi mình làm thư giãn là mình làm 12 tâm bất thiện thì nó sẽ trổ 7 cái quả bất thiện. Khi mình làm tâm thiện thì nó sẽ trổ loại 16 loại tâm, 8 thiện hữu nhân và 8 thiện vô nhân. Nhưng mà thiện quả bất thiện vô nhân là mình tái sanh là cõi khổ rồi. Thì là mình khi mình được làm người thì mình chỉ đón nhận 8 cái quả thiện không, mà tại sao mình lại phải đón nhận 7 cái quả bất thiện? Dạ, không, làm người nói. Làm người chúng ta cũng nhận cái quả bất thiện cô. Ví dụ giống như là mình cũng gặp những cái thân thể đau đớn mà thân thức thọ khổ, gặp những cảnh bất bình, cảnh không vừa ý là cái quả của cái tâm bất thiện đời trước, mà chẳng những phàm nhân mình mà chư thánh nhân cũng xài những cái tâm này, bởi vì đó là cái quả của cái nghiệp ác nghiệp quá khứ. Do vậy mà chư thánh nhân các ngài dù đặt chứng A La Hán rồi mà cái tâm nhãn thức quả bất thiện là vẫn còn, bởi vì nếu các ngài có tạo cái tâm bất thiện trong đời quá khứ nó cho cái cảnh đó thì các ngài cũng phải nhận cái cảnh đó. Chẳng hạn giống như là vị A La Hán, cái thân thể của ngài nó vẫn còn đau đớn chứ không phải là không có đau đớn. Là cho nên cái này phải hiểu rằng là không phải chỉ có cõi khổ mới có cái quả bất thiện, mà cái cõi người của chúng ta cũng có cái quả bất thiện. Dạ. Dạ. Dạ dạ con cảm ơn sư ạ. À. Dạ sa thú sa. Dạ. Xin mời đạo hữu Bích Uyên ạ. À. Xin mời Bích Uyên đặt câu hỏi. Dạ thưa sư, phía trước đó là sư có giảng về lộ tâm, thì sau những cái tâm tái tục sinh diệt liên tục thì mình sẽ có 18 cái tâm vô nhân này, trong đó là có hai cái tâm là tâm khai ngũ môn hoặc là tâm khai ý môn. Yeah. Xong rồi là sẽ tới 10 cái cặp song thức này và tới tâm tiếp thu, tâm quan sát. Đúng không sư? Dạ phải. Dạ. Thì những cái tâm này nó không liên quan gì đến là thiện hay ác, tại vì thiện ác mình chưa có học. Và thiện hay ác nó xuất hiện ở trong có 7 cái loại tâm động lực. Thì trong đó có 12 cái tâm bất thiện mình đã học rồi. Thì cái khúc kích đó thì nó mới hoạt động đúng không sư? Dạ phải. Dạ. Dạ. Chính cái động lực đó mới tạo thiện ác cái giai đoạn đó, chứ còn mà cái đầu nó chưa có gì hết. Dạ. Thì giống như sư nói là tất cả những cái 18 cái tâm vô nhân này, thứ nhất là nó làm việc một cái máy móc và nó chỉ làm những cái quả của quá khứ nó thể hiện ra thôi. Dạ đúng. Dạ, và nó như giống như công thức là cái nào lộ tâm mình cũng sẽ gặp những cái này hết. Dạ luôn luôn bắt buộc. Dạ dạ, dạ con cảm ơn sư ạ. Dạ dạ. Xin mời đạo hữu Carani ạ. Dạ thưa sư, con có hai cái câu hỏi liên quan đến cái phần nhóm tâm vô nhân này luôn ạ. Con không biết, có thể là con theo bài chưa có kịp, mà con không hiểu là hai cái tâm là tâm thẩm tấn cũng có thọ xả, rồi cái tâm thẩm tấn xả cũng là thọ xả, vậy thì hai cái tâm này nó khác nhau như thế nào?
Nhưng nói lại suy nghĩ chưa rõ hả? Dạ. Ở cái ô tâm thẩm tấn á sư, dạ. Cái màu đó là màu xanh thì nó là thọ xả, rồi ở phía dưới nó cũng là thẩm tấn xả và thọ xả luôn. Thì hai cái tâm này nó khác với nhau làm sao? Bất thiện thì cái tâm con cái khác nhau, cái bất thiện, cái thẩm tấn được thiện, còn cái thẩm tấn được bất thiện. Và cái xu hướng của cái sự khác nhau này là nó như thế nào sư? Nó do cái cặp ngũ song thức luôn. Nếu mà đó là nhãn thức mà nhận thức mà nhận diện cái cảnh sắc, mà cái cảnh sắc đó là cái quả của bất thiện ở trong đời quá khứ, thì cái tiếp thu, cái quan sát là cái thẩm tấn đó thì nó cũng là quả bất thiện. Mà nếu cái nhận thức này mà nó nhận được cái cảnh sắc tốt á, do cái quả thiện á, thì cái tiếp thu quan sát phía sau đều là quả thiện. Nghe kịp không? Tức là khi mà cái tiếp thu hoặc là cái thẩm tấn này mà nó là quả của cái thiện, thì những cái gì mà cái người đó họ tiếp nhận vô, không phải, mà cái tâm tùy cái tâm nhãn thức. Cái tâm nhãn thức mà nó nhận ra cái quả thiện á, thì tâm tiếp thu là quả thiện. Mà cái tâm nhãn thức mà nó nhận quả bất thiện thì tâm tiếp thu sẽ là cái tâm tiếp thu quả bất thiện và quan sát quả bất thiện. Cái này nó mới là vô nhân. Nó chỉ là mở ra nó chỉ thấy thiện, nó thấy thiện. Nó một cách nó như cái kiến vậy thôi. Dạ, bất thiện. Suy nghĩ thêm ở cái chỗ này. Suy nghĩ thêm, bởi cái nhận thức nhận ra cái tâm nội nào thì cái tâm nó phải tâm đó. Dạ. Nó đặt ra cái giai đoạn. Bây giờ mình tạm ví dụ là cái quả thiện nó giống như cái đồ thật và cái quả bất thiện giống như là đồ giả. Còn cái tâm tiếp thu á, nó giống như là mình lúc mà mình nhận cái món đồ. Mà nếu mình đã nhận cái món đồ giả rồi, nó thì nhận món đồ nào thì khi mà mình xăm soi cái món đồ đó thì nó cũng không đây là cái qua ở đây là cái gì thôi, nó vô tâm mình, nó con đồ giả nó như sao mà con món đồ thiệt được. Thì cái tâm mà nó nhận ra cái quả, cái tâm mà nó chụp cái cảnh nào đó thì cái quan sát, vậy quan sát cái cảnh đó ở đây là cái tâm quan sát, nó chỉ là cái tâm nó làm việc do cái tâm tiếp thu đem vào cái nào thì nó coi lại cái đó. Còn cái tâm tiếp thu là nó chỉ làm việc khi nào cái tâm ngủ song thức này mà nó nhận ra cảnh nào thì tiếp thu nhận cảnh đó. Tạm ví dụ giống như là cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì nó giống như là một người giao hàng, còn cái tiếp thu nó giống như là người nhận hàng. Thì người giao cái gì thì mình nhận cái đó, và khi mình nhận rồi mình vô mình giao cho người nào đó thì mình giao cho họ món nào thì họ xem xét, họ coi món đó chứ đâu còn món nào nữa. Cô suy nghĩ được không? Bởi vì cái nhãn thức nó nhận ra cái quả bất thiện thì nhãn thức nó nhận ra cái nào thì tiếp thu nó bắt buộc nó phải là cái tâm cái đó, là tiếp thu cái nào thì cái quan sát hay cái thẩm tấn thì cái đó. Dạ. Dạ, xin mời đạo hữu QM ạ. Dạ, xin mời đạo hữu đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, sư ạ. Có phải là giống như cái con ví dụ như thế này là giống như phải là con đang nghe sư giảng thì là có âm thanh nào mở nhạc lên á thì là cái nhạc đó làm ngăn cản mà khi chưa đang giảng, thì có phải là cái đó là nghe được cái âm thanh đó thì là quả bất thiện phong sư nhãn thức? Nãy sư gặp lại kỹ á, là cái thứ của mình bây giờ các vị phân biệt nè, để nghe thân đồ trả lời đi. Chúng ta có cái ba, có ba, tức là cái cảnh là cái đối tượng bên ngoài, còn cái gọi là cái thân thể chúng ta có cái căn, tức là những cái thành phần vật chất, thành phần sắc pháp để cho cái tâm nương, như là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, là sau này chúng ta học trong sắc pháp.
Và cái thứ ba là cái thức, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Và khi mà căn cảnh đối xúc với là thức á, thì nó sẽ sanh ra cái tâm gọi là tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức hay thân thức. Và cái cảnh ở đây đó là cái cảnh mà chúng ta gặp, tức là cái đối tượng của tâm đó. Nếu cái cảnh do cái tâm bất, do cái quả mà của cái tâm bất thiện có, thì cái đó gọi là cái cảnh quả, quả bất thiện. Nếu cái cảnh đó do cái tâm thiện mà có, thì cái cảnh đó là do cái tâm thiện, chứ không phải từ cái thái độ của mình nghe cái âm thanh đó, cái cảnh đó mà mình gọi là tốt, gọi là bất thiện hay là thiện. Bởi vì cũng cái bản nhạc đó mà khi mình nghe chỗ này lúc này thì mình cảm thấy nó hay, mà nghe nó không đúng lúc mình cảm thấy nó bực mình. Cũng cái cảnh tình đó, và cho nên là cái cảnh mà bất thiện hay bất thiện, thiện hay bất thiện ở đây là kể chỉ cho nó là cái quả của cái tâm thiện hay là tâm bất thiện thôi. Chưa lấy ví dụ chẳng hạn giống như là vị A-la-hán này không còn tham, cho nên ngày gặp cái cảnh đẹp, tiếng hay, vị ngon, xúc lạc vân vân, ngày cũng không có khởi lên ưa thích. Nhưng mà nếu cái cảnh đó là do cái kết quả của thiện nghiệp đời quá khứ mà có, thì cái cảnh đó vẫn gọi là cái quả thiện. Còn mà nếu mà cái cảnh đó mà do cái kết quả của tâm bất thiện đời quá khứ, và cái tâm nhận biết cái cảnh đó vẫn gọi là cái tâm quả bất thiện, thì thành ra các vị A-la-hán tuy rằng các ngài đã diệt trừ tham sân si, và các ngài không còn bất thiện nữa, nhưng mà cái tâm quả bất thiện, tức là cái tâm nhận biết cái cảnh xấu vẫn có. Tức là các ngài, thân thể của các ngài khi mà đau nhất á, thì nó vẫn có cái tâm gọi là cái thân thích thọ khổ nhận biết. Vậy thì sư, khi nào mình, nếu mà các vị mà không có thắc mắc thêm, có thể lúc nào ngoài giờ học lúc nào đó các vị hỏi cũng được, hoặc là các vị có thể đọc thêm sách, hoặc là vị giảng sư nào đó chúng ta học vi pháp thì thật ra một người đó thì cũng phải nghiền ngẫm rất là nhiều lần, chúng ta học nhiều cái lớp học. Còn sư thì cũng cố gắng theo giảng theo cái khả năng thôi, chứ còn không có chắc rằng là các vị Phật tử có thể lãnh hội được hết. Rồi trả lại các vị còn câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ thưa sư, hiện giờ thì con thấy trên cái phần chat không còn bàn tay giơ tay ạ, và thời gian cũng vừa phải lẽ. Dạ dạ. À, nếu mà không còn câu hỏi thì chúng ta kết thúc lớp học ở đây. Chúc các vị ăn vui. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, chúc các vị cũng ngon. Con kính tri ân sư ạ. Dạ mọi người. Con kính tri ân sư. Dạ xin chào các vị. Con kính tri ân sư ạ.